bốn kẻ hãm hiếp bị kết án tử hình, tin từ tờ Daily. Tất cả bốn người đàn ông bị kết tội hãm hiếp và giết chết một sinh viên 23 tuổi ở tờ Daily đã bị kết án tử hình vào ngày hôm nay, 9 tháng sau khi họ thực hiện một tội ác dã man đã tạo nên sự phản đối dữ dội trên khắp Ấn Độ và một cuộc tranh luận quốc gia hiếm hoi về bạo lực đối với phụ nữ. Những người đàn ông này đã dụ dỗ cô gái và người bạn trai lên một chiếc xe bus. Họ đã hãm hiếp và tra tấn cô với một thanh sắt và sau đó đã ném cô xuống đường. Cô đã qua đời 2 tuần sau đó. Một trong bốn người đàn ông bị kết án tử hình bằng cách treo cổ đã kêu khóc khi được kéo ra khỏi tòa án. Bốn người đàn ông đã bị kết án tử hình bất chấp lời cầu xin của luật sư, cho rằng thẩm phán phải bỏ qua áp lực của công chúng và chính trị. Bản án này kết thúc một phiên xét xử kéo dài 7 tháng, thường diễn ra sau những cánh cửa khép kín, đã tạo thêm sự chú ý khi một bị cáo thứ 5 đã treo cổ tự tử trong nhà giam. Một bị can thứ 6 dưới 18 tuổi khi vụ tấn công xảy ra vào tháng trước đã bị kết án 3 năm tù là mức phạt tối đa theo luật pháp vị thành niên. Vụ án Tân Delhi dẫn đến sự ra đời của đạo luật chống hiếp dâm nghiêm ngặt hơn trong tháng 3 và lần đầu tiên đã có những cuộc tranh luận công khai về tội phạm giới tính trên truyền hình, truyền thông xã hội và thậm chí cả Bollywood. Tuy nhiên, tội phạm tình dục vẫn còn phổ biến ở Ấn Độ và các nhà bình luận xã hội nói rằng thái độ gia trưởng đối với phụ nữ đã không suy giảm sau hơn một thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.